Vậy thì với Đạo Phật thì cái việc mà mạng sống của con người chúng ta ngắn hay dài, thọ hay yếu, nó do cái gì quyết định? Thì chúng ta cùng đến với cái bài kinh trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Đức Phật dạy như thế này. Có 10 thứ nghiệp khiến cho chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Một là tự làm việc sát sinh. Hai là khuyên người khác sát sinh. Ba là khen ngợi phương pháp sát sinh. Bốn là thấy việc sát sinh thì tâm vui thích theo. Năm là đối với những người mình oán ghét, mong muốn cho họ bị tiêu diệt. Sáu là thấy người mình oán ghét bị tiêu diệt thì sinh tâm vui thích. Bảy là phá hoại bào thai của người. Tám là dạy người tự hủy hoại thân thể. Chín là xây dựng lò giết mổ. Mười là dạy người gây chiến tranh, giết hại lẫn nhau. Do 10 cái ác nghiệp này mà chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Đấy, mạng sống ngắn ngủi thì nghĩa là không được sống lâu dài, hoặc là còn trẻ đã bị bệnh tật mà chết, hoặc gặp tai nạn mà chết. Đó, đấy là mạng sống ngắn ngủi. Phật lại dạy, có 10 nghiệp khiến cho chúng sinh được quả báo mạng sống dài lâu. 10 nghiệp đó là: một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh thì tâm vui mừng, năm là thấy người bị giết hại tìm cách cứu thoát, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ khiến cho họ không sợ hãi, bảy là thấy người sợ hãi bố thí cho họ sự không sợ hãi, tám là thấy người bị các thứ khổ khởi tâm thương xót, chín là thấy người đang được cấp cứu khởi tâm đại bi, mười là dùng các đồ ăn thức uống bố thí cho chúng sinh. Do 10 nghiệp này mà được quả báo mạng sống lâu dài. Nghe không? Như vậy chúng ta thấy được mạng sống lâu dài do những cái thiện nghiệp này. À, những thiện nghiệp này. Trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật cũng có dạy, nếu có người đàn ông, đàn bà nào từ bỏ việc sát sinh, tránh xa việc sát sinh, bỏ đao trượng, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót, đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh, do nghiệp ấy sau khi mệnh chung thì được sinh vào thiền thú thiên giới, nếu tái sinh trong loài người thì được trường thọ. Đấy, như vậy Đức Phật nói rất rõ cái nguyên nhân của mạng sống ngắn hay dài là do đâu, là do cái nghiệp chúng ta gây. Mà trong cái nghiệp này chủ yếu nhất là cái nghiệp sát hại, phải không? Thì gây ra cái việc chúng ta mạng sống ngắn ngủi. Còn người nào có tâm từ bi, thương yêu và biết bảo vệ mạng sống cho người, cho mọi loài, thì người đó sẽ có cái thọ mạng lâu dài. Như vậy là chúng ta biết rồi, phải không? Thế còn nếu trong đời này chúng ta chịu cái quả báo của kiếp trước, thọ mạng ngắn ngủi, thì chúng ta làm sao? Chúng ta cũng phải vâng lời Phật dạy, thực hành tu tập các thiện nghiệp như thế này. Đấy, quý Thầy vẫn thường khuyên các Phật tử nên thực tập phóng sinh cứu mạng nhé, rồi giúp đỡ cho những người bệnh tật trong bệnh viện, mình đi từ thiện, mua thuốc men, chăm sóc những người già, những người già cô đơn vào, đấy, những người khó khăn. Đấy, trong kinh Phật dạy bố thí cho những người đấy vào, đặc biệt nhất như ở nhà cha mẹ mình đây này, đau yếu bệnh tật mình đến mình cúng dường cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, những cái đó đều là những cái phước báu để mình được thêm cái tuổi thọ. Thì quý Phật tử thấy thọ mạng của con người nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái nhân duyên như vậy.
Thầy thường hay lấy ví dụ thọ mạng của chúng ta giống như cái ngọn lửa của cái đèn vậy đấy. Cái đèn cháy được là sao? Nó phụ thuộc vào cái bấc ngắn hay dài, phụ thuộc vào cái bình dầu còn dầu hay hết dầu, phụ thuộc vào cái bóng đèn còn hay là bóng đèn vỡ. À, bóng đèn vỡ là gió thổi cũng tắt mất ngọn lửa. Đấy, mạng sống, cái sự sống của chúng ta giống như ngọn lửa của cái đèn vậy. Để nó sống được là phải thế nào? Thì Thầy lấy ví dụ, cái bấc của mình ấy là cái thọ mạng từ trong tiền kiếp, là cái phúc báo về thọ mạng trong tiền kiếp. Cái dầu của mình ấy cũng là cái phúc báo của mình. Nhá. Nếu chúng ta chịu khó tích lũy và phúc báo làm cho bình dầu của mình lúc nào cũng đầy, thì đèn mình dẫu rằng bấc có ngắn vẫn cháy được lâu. Đó. Cái bấc ấy, nó là cái định nghiệp từ tiền kiếp. Mà từ tiền kiếp, nó định lên cái thọ mạng của mình ngắn dài. Nhưng sang kiếp này, nếu chúng ta biết tu nhân tích đức, làm các việc thiện, thì giống như người đổ dầu vào trong bình đèn vậy đấy. Đó, bấc dẫu có ngắn, nhưng dầu lúc nào cũng đầy, thì đèn vẫn cháy được lâu. Rồi bóng mình giữ cho được tốt, không vỡ, thì lửa vẫn cháy, đèn vẫn sáng. Đó, thì quý Thầy rất mong các quý Phật tử mà để cho chúng ta có một cái đời sống thọ mạng, ta vâng lời Phật dạy, ta biết tu tâm, tu nhân tích đức, và sống thiện. Rồi chúng ta cũng phải sống điều độ, rèn luyện sức khỏe, rồi sống chọn một cái môi trường an ninh thật tốt đẹp, xây dựng một xã hội tốt đẹp và biết giữ gìn an toàn cho chính bản thân mình. Ta sống không cầu thả, nhé. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái thọ mạng lâu dài như lời Phật dạy.